Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc giảng dạy khoa học luật tại đồng bằng sông Cửu Long đã bị gián đoạn một thời gian. Song đến hôm nay, Đại học Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang là một trong những nơi đào tạo ngành luật nổi bật của cả nước. Kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của thế hệ được sinh ra sau ngày đất nước hòa bình. Trong chuyên mục Đồng bằng sông Cửu Long, dấu ấn 40 năm hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chân dung một phó giáo sư tiến sĩ sinh năm 1975, năm chứng kiến những đổi thay to lớn trong lịch sử dân tộc. Giảng viên của trường Đại học Cần Thơ này là người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành luật quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong chương trình đào tạo cử nhân luật tại Việt Nam. Sinh viên Văn Trung Hiền tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Cùng năm anh về công tác tại Bộ môn Luật trường Đại học Cần Thơ và nhận ngay học bổng cao học tại Hà Lan. Đó là bước ngoặt lớn và cũng là thử thách cam go cho một sinh viên mới ra trường. Bởi đề tài luận văn về vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng ở đô thị là nội dung mà anh chưa hề được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, kết quả 9 trên 10 cho luận văn cao học để chính thức biết ước mơ thành sự thật khi anh về Việt Nam và trở thành giảng viên đầu tiên phụ trách môn luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến năm 2000, Đại học Cần Thơ là trường đầu tiên trên cả nước có giảng dạy môn học này với giáo trình do chính thầy Văn Trung Hiền biên soạn. Đây là ngành học mang ý nghĩa thực tiễn cao khi nhu cầu xã hội đang rất cần một khung pháp lý thống nhất cho việc đền bù giải phóng mặt bằng. Vào khoảng thời gian này cũng là thời điểm nóng của các vụ khiếu kiện về bồi thường tái định cư tại các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2007, thầy hoàn thành luận án tiến sĩ tại Anh với đề tài đi sâu vào giải quyết cách đảm bảo lợi ích của nhà nước và người dân khi cần quy hoạch đất cho công trình công cộng. Trong bối cảnh ngành luật Việt Nam còn rất sơ khởi về những quy định này, mỗi địa phương áp dụng theo tập quán và cách khác nhau, thì việc vừa nghiên cứu vừa giảng dạy môn học này có thể xem là một cuộc dấn thân. Mình là cái người sinh sau cái ngày giải phóng, nên là được sống trong cái hòa bình, độc lập. Nên là mình suy nghĩ rằng mình là người may mắn bởi vì mình được nhận rất nhiều. Do vậy là mình không có còn cái lấn cấn hoặc lý do gì để không có tập trung nghiên cứu cả. Hơn nữa cũng có cái dấu hỏi lớn nhất cho mình là tại sao cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình là cái vùng mà cái vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, rồi cái vựa trái cây lớn, rồi có nhiều cái điều kiện thiên nhiên ưu đãi mà cái vẫn được xem là cái vùng trũng về giáo dục và đào tạo, là một cái điều mà mình cũng đau đáu suy nghĩ rất là nhiều. Chính vì lẽ đó mình nghĩ rằng cái trách nhiệm của mình cần phải nghiên cứu, phải học tập ở nước ngoài nhiều hơn để có thể đem cái chút cái kinh nghiệm nhỏ bé của mình để làm sao để cho cái vùng đồng bằng của mình phát triển hơn. Công bố 25 đề tài nghiên cứu khoa học về luật đất đai, xuất bản 11 đầu sách, miệt mài với công tác hướng dẫn luận văn và đều đặn lên lớp mỗi ngày. Theo thầy Hiền, đó là một phần đóng góp nhỏ cho giáo dục mà 18 năm qua anh đã đeo đuổi. Trong đợt xét chọn năm 2014, anh đã vinh dự được phong học hàm phó giáo sư và trở thành một trong những phó giáo sư trẻ nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, trong lòng sinh viên, vị phó giáo sư này rất gần gũi, tiếp dạy của thầy không chỉ có kiến thức mà còn có những câu chuyện rất đời thường. Đối với những cái tiết học của thầy thì không chỉ là chúng tôi được truyền đạt những cái kiến thức chuyên môn, chuyên ngành luật, mà ở đó thì còn có những cái kinh nghiệm sống và những cái bài học thực tế rất là bổ ích. Trong vai trò phó giáo sư tiến sĩ là vậy, nhưng khi gác lại lý luận và pháp luật để trở về căn nhà nhỏ, anh lại là người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Với anh, việc học cùng con cũng quan trọng như đầu tư cho một công trình nghiên cứu. Dù sống với lý tưởng cống hiến, nhưng trong anh, gia đình vẫn là thành tựu quan trọng nhất. Và chính người bạn đời tri kỷ đã cho anh điểm tựa vững chắc để dung hòa cả hai điều đó. Sở hữu trí tuệ của một nhà khoa học, nhưng thầy Phan Trung Hiền cũng là một nghệ sĩ của cuộc sống đời thường. Tự tay sáng tạo và lưu giữ những bức ảnh đẹp cũng là một trong những đam mê của anh. Ngoài ra, phó giáo sư tiến sĩ Phan Trung Hiền còn là bí thư đảng bộ khoa luật, là một cây văn nghệ trong phong trào đoàn và là cái tên được nhiều đồng nghiệp quý mến. Trong quá trình là sinh viên thì Hiền rất là nhiệt tình. Học cũng giỏi mà tham gia văn nghệ, hát cũng hay, giúp đỡ bạn bè và đồng. Rồi về đồng nghiệp, về làm việc đây thì thể hiện là nhất là rất là thích nghiên cứu. Nghiên cứu nói chung là mỗi nơi một lúc, viết sách xuất bản cũng nhiều, viết báo, vì sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Ở tuổi 40, phó giáo sư tiến sĩ Phan Trung Hiền đã hoàn thành được những mục tiêu của riêng mình. Do đó, con đường sắp tới sẽ được dành trọn vẹn để nghiên cứu xuất bản sách, làm tiền đề cho việc kiến nghị hoàn chỉnh luật đất đai tại Việt Nam, cũng như tiếp tục gắn bó với giảng đường đại học.
Bởi đó không chỉ là đam mê riêng mà còn là trách nhiệm của thế hệ đã được sinh ra vào đúng thời điểm lịch sử của đất nước, năm 1975, được tận hưởng hòa bình và có sự nghiệp gắn liền với những bước chuyển mình mạnh mẽ của quê hương. Thưa quý khán giả, chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch hay còn gọi là chiến thắng Chương Thiện năm 1973 có thể được xem là chiến thắng oanh liệt nhất của quân và dân khu chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Ngụy. Oanh liệt không chỉ do mức độ tàn khốc của chiến tranh mà còn thể hiện ở sự chỉ huy tài tình của đảng, mà trực tiếp là khu ủy, là chiến thắng của tinh thần đoàn kết gắn bó quân với dân là một. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng xem lại những thước phim tư liệu về chiến thắng dễ dàng này.